Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 23. Sarah hưởng thọ được 127 tuổi. Ấy là bao nhiêu năm của đời Sarah? Sarah qua đời tại Kiriat Araba, tức là Hebron thuộc về xứ Canaan. Abraham đến chịu tang cho Sarah và than khóc người. Đoạn Abraham đứng dậy trước người chết mình và nói cùng dân họ hết rằng: Ta là một khách kiều ngụ trong vòng các ngươi. Xin hãy cho một nơi mộ địa trong xứ các ngươi để chôn người thác của ta. Dân họ hết đáp rằng: Lạy Chúa, xin hãy nghe chúng tôi. Giữa chúng tôi Chúa, tức một quân trưởng của Đức Chúa Trời. Hãy chôn người chết của Chúa nơi mộ địa nào tốt hơn hết của chúng tôi. Trong bọn chúng tôi chẳng có ai tiếc mộ địa mình đặng chôn người chết của Chúa đâu. Abraham bèn đứng dậy sắp mình xuống trước mặt các dân của xứ, tức dân họ hết, mà nói rằng: Nếu các ngươi bằng lòng cho chôn người chết ta, thì hãy nghe lời và cầu xin Ép-rôn con của Sô-ha dùm ta, đặng người nhượng cho ta hang đá mặt Bê-la ở về tận đầu đồng người, để lại cho đúng giá, hầu cho ta được trong vòng các ngươi một nơi mộ địa. Vả Ép-rôn người Hê-tít đang ngồi trong bọn dân họ hết đáp lại cùng Abraham trước mặt dân họ hết vẫn nghe, và trước mặt mọi người đến nơi cửa thành mà rằng: Không, thưa Chúa, hãy nghe lời tôi. Hiện trước mặt dân tôi xin dâng cho Chúa cánh đồng và cũng dâng luôn cái hang đá ở trong đó nữa. Hãy chôn người chết của Chúa đi. Abraham sắp mình xuống trước mặt dân của xứ và nói lại cùng Ép-rôn hiện trước mặt dân của xứ đang nghe mà rằng: Xin hãy nghe, ta trả giá tiền cái đồng, hãy nhận lấy đi thì ta mới chôn người chết ta. Ép-rôn đáp rằng: Thưa Chúa, hãy nghe lời tôi. Một miếng đất giá đáng 400 siếc lơ bạc mà tôi cùng Chúa thì có giá chi đâu, xin hãy chôn người chết của Chúa đi. Abraham nghe theo lời Ép-rôn trước mặt dân họ hết, cân 400 siếc lơ bạc cho người là bạc thông dụng nơi các tay buôn bán. Vậy cái đồng của Ép-rôn tại mặt Bê-la nằm ngang Mam-rê, nghĩa là cái đồng ruộng hang đá, các cây cối ở trong và chung quanh theo giới hạn đồng đều trước mặt có các dân họ hết cùng mọi người đến cửa thành nhận chắc cho Abraham làm sản nghiệp. Sau các việc đó, Abraham chôn Sarah vợ mình trong hang đá của đồng mặt Bê-la nằm ngang Mam-rê tại Hebron thuộc về xứ Canaan. Đồng và hang đá đó đều có các người họ hết nhận chắc để lại cho Abraham dùng làm mộ địa. Chương 24. Vả Abraham đã già, tuổi đã cao, trong mọi việc Đức Giê-hô-va đã ban phước cho người. Abraham nói cùng người đầy tớ ở lâu hơn hết trong nhà mình có quyền quản trị các gia tài mà rằng: Xin hãy đặt tay lên đùi ta và ta sẽ biểu ngươi chỉ Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của trời và đất, mà thề rằng ngươi không cưới một cô nào trong bọn con gái của dân Canaan, tức giữa dân ấy ta trú ngụ làm vợ cho con trai ta. Nhưng hãy đi về quê hương ta, trong vòng bà con ta, cưới một người vợ cho Y-sác con trai ta. Người đầy tớ thưa rằng: Có lẽ người con gái không khứng theo tôi về xứ này, vậy có phải tôi dẫn con trai ông đến xứ mà ông đã ra đi khỏi chăng? Abraham nói rằng: Hãy cẩn thận, đừng dẫn con ta về xứ đó. Giê-hô-va là Đức Chúa Trời trên trời, là đấng đã đem ta ra khỏi nhà cha ta và xứ sở ta, có phán và thề rằng: Ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ này. Chính Ngài sẽ sai thiên sứ đi trước ngươi, và nơi đó ngươi hãy cưới một vợ cho con trai ta. Nếu người con gái không khứng theo, thì ngươi sẽ khỏi mắc lời của ta biểu ngươi thề, mà dẫu thế nào đi nữa, chớ đem con ta về chốn đó. Đoạn, người đầy tớ để tay lên đùi Abraham chủ mình, và thề sẽ làm theo như lời người đã dặn biểu. Đoạn, người đầy tớ bắt 10 con lạc đà trong bầy của chủ mình, đem theo đủ các tài vật của chủ đã giao,
rồi đứng dậy đi qua xứ Mesopotami đến thành của Naco. Người cho lạc đà nằm quỳ gối xuống nghỉ ở ngoài thành, gần bên một giếng kia. Vào buổi chiều, đến giờ của những con gái ra đi xách nước. Người nói rằng: Hỡi Jehovah Đức Chúa Trời của chủ Abraham tôi ơi, xin ngày nay cho tôi gặp điều mà tôi tìm kiếm, và hãy làm ơn cho chủ Abraham tôi. Này, tôi đứng gần bên giếng này, các con gái của dân trong thành sẽ ra đi xách nước. Xin cho người gái trẻ nào mà tôi nói như vậy, xin nàng hãy nghiêng bình cho tôi uống nhờ hớp nước. Mà nàng trả lời rằng: Hãy uống đi, rồi tôi sẽ cho các lạc đà ngươi uống nữa. Là chính người mà Chúa đã định cho Isaac kẻ tôi tớ ngài, và nhờ đó tôi sẽ biết rằng Chúa đã làm ơn cho chủ tôi vậy. Người đầy tớ chưa dứt lời, này, nàng Rebecca vác bình trên vai đi ra. Nàng là con gái của Betuel. Betuel là con trai của Minca, vợ Naco, em trai của Abraham. Người gái trẻ đó thật rất đẹp, còn đồng trinh chưa gả cho ai. Nàng xuống giếng nhận đầy bình nước rồi trở lên. Đầy tớ bèn chạy lại trước mặt nàng và nói rằng: Xin hãy cho tôi uống một hớp nước trong bình. Nàng đáp rằng: Thưa Chúa, hãy uống đi. Rồi nàng lật đật đỡ bình xuống tay và cho người uống. Khi đỡ cho người uống xong rồi, nàng lại tiếp rằng: Tôi cũng sẽ xách cho mấy con lạc đà Chúa uống nữa, chừng nào uống đã thì thôi. Nàng lật đật đổ nước bình ra máng, chạy xuống giếng xách nước thêm nữa cho hết thảy các con lạc đà uống. Còn người ngồi làm thinh mà nhìn nàng, để cho biết Đức Giê-hô-va làm thành công việc mình đi đây hay chăng. Khi lạc đà vừa thôi uống, người đầy tớ bèn lấy một khoanh vàng nặng được nửa siếc lơ và đôi xuyến nặng được 10 siếc lơ mà nói rằng: Nàng là con ai? Xin nói cho tôi biết. Trong nhà cha nàng có chỗ nào cho tôi ở nghỉ ban đêm chăng? Nàng đáp rằng: Tôi là con gái của Betuel, cháu nội của Minca và Naco. Rồi lại nói: Nhà chúng tôi có nhiều rơm và cỏ, và cũng có chỗ để cho ở nghỉ nữa. Người bèn cúi đầu và sắp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va mà nói rằng: Đáng ngợi khen thay Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của chủ Abraham tôi. Ngài chẳng ngớt thương xót và thành thực đối cùng chủ tôi. Khi đang đi, Đức Giê-hô-va dẫn dắt tôi đến nhà anh em của chủ tôi vậy. Người gái trẻ đó chạy về, thuật chuyện này lại cho nội nhà mẹ mình. Vả, nàng Rebecca có một anh tên là La-ban. La-ban chạy đến người đầy tớ đó ở gần bên giếng. Vừa thấy khoanh vàng và đôi xuyến nơi tay em gái mình, và đã nghe chuyện Rebecca thuật lại rằng người này nói vậy, thì đi đến người đang đứng gần bên mấy con lạc đà ở nơi giếng nước mà thưa rằng: Hỡi người đã được Đức Giê-hô-va ban phước, xin mời vào. Sao đứng ngoài này vậy? Tôi đã sửa soạn nhà và dọn dẹp một nơi cho mấy con lạc đà rồi. Người đầy tớ bèn vào nhà. La-ban cỗi yên cho lạc đà, đem cỏ cùng rơm cho các thú đó, rồi lấy nước đặng rửa chân cho người đầy tớ và mấy kẻ đi theo. Đoạn, người nhà bày bữa và mời ăn. Nhưng người đầy tớ nói: Không, tôi không ăn đâu, nếu chưa nói được những điều tôi cần phải nói. La-ban đáp rằng: Hãy nói đi. Người bèn nói rằng: Tôi là đầy tớ của Abraham. Đức Giê-hô-va đã ban phước cho chủ tôi bội phần trở nên thịnh vượng. Ngài cho chủ tôi chiên, bò, bạc, vàng, tôi trai, tớ gái, lạc đà và lừa. Vả Sarah, vợ chủ tôi trở về già, có sinh một con trai cho người. Người đã giao gia tài mình lại hết cho con trai đó. Chủ tôi lại có bắt tôi thề rằng: Ngươi chớ cưới cho con trai ta một người vợ nào trong bọn con gái của dân Canaan là xứ ta đang trú ngụ, nhưng hãy về nhà cha ta trong vòng bà con ta mà cưới cho nó một người vợ tại đó. Tôi nói cùng chủ tôi rằng: Có lẽ người con gái không khứng theo tôi về. Chủ đáp rằng: Đức Giê-hô-va là đấng ta phục sự sẽ sai thiên sứ theo ngươi làm cho thành công việc ngươi đi, và ngươi sẽ cưới cho con trai ta một người vợ trong vòng bà con ta tại nhà cha ta. Vậy nếu khi ngươi đi về bà con ta mà họ không khứng gả cho, thì ngươi sẽ được gỡ lời thề nặng của ngươi đã thề cùng ta đó. Ngày nay khi đi đến giếng kia, tôi có cầu rằng: Lạy Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chủ Abraham tôi, xin đoái đến mà giúp công việc của tôi đi đây cho được thành. Này, tôi ngồi gần bên giếng này, cầu xin hễ người gái trẻ nào sẽ ra xách nước mà tôi nói cùng nàng rằng,
xin cho tôi uống một hớp nước trong bình, mà sẽ trả lời rằng, hãy uống đi, rồi tôi sẽ xách nước cho các lạc đà ngươi uống nữa. Xin cho người gái trẻ đó là vợ mà Đức Giê-hô-va đã định cho con trai của chủ tôi. Chưa dứt lời thầm nguyện, bỗng đâu nàng Rebecca vác bình trên vai đi ra xuống giếng xách nước. Tôi nói với nàng rằng, xin cho tôi uống hớp nước. Nàng lật đật hạ bình trên vai xuống mà nói rằng, hãy uống đi, rồi tôi sẽ cho các lạc đà ngươi uống nữa. Vậy tôi có uống và nàng cũng có cho các lạc đà uống nữa. Tôi bèn hỏi nàng rằng, nàng là con gái ai? Nàng đáp, tôi là con gái của Bethuel, cháu nội của Naco và Minca. Tôi liền đeo cái khoanh nơi lỗ mũi và đôi xuyến vào tay nàng. Đoạn tôi cúi đầu và sắp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chủ Abraham tôi, mà đã dẫn tôi vào đường chính đáng để chọn được cho con trai người, con gái của em chủ tôi. Vậy bây giờ, nếu các ông muốn lấy lòng tử tế và trung tín đối cùng chủ tôi, xin hãy tỏ điều đó cho. Dầu không, xin cũng nói cho biết, hầu cho tôi sẽ xây về bên hữu hay là về bên tả. La-ban và Bê-tu-ên đáp rằng, điều đó do nơi Đức Giê-hô-va mà ra. Chúng tôi đâu nói được cùng ngươi rằng quấy hay rằng phải. Kìa, Rebecca đang ở trước mặt ngươi, hãy dẫn nó đi để nó được làm vợ của con trai chủ ngươi theo như lời Đức Giê-hô-va phán định. Đầy tớ của Abraham vừa nghe lời hai người nói xong, liền sấp mình xuống đất trước mặt Đức Giê-hô-va. Người lấy đồ trang sức bằng bạc, vàng và áo sống trao cho Rebecca, rồi cũng lấy các vật quý dâng cho anh và mẹ nàng. Đoạn, người đầy tớ cùng các người đi theo ngồi ăn uống rồi ngủ tại đó. Qua ngày sau, khi họ đã thức dậy, người đầy tớ nói rằng, xin hãy cho tôi trở về chủ. Nhưng anh và mẹ nàng nói rằng, hãy cho người gái trẻ ở lại cùng chúng tôi ít ngày nữa, độ chừng 10 bữa rồi nó sẽ đi. Đầy tớ đáp rằng, xin chớ cầm tôi trễ lại, vì Đức Giê-hô-va có làm việc đi đường tôi được thành. Hãy cho tôi đi, trở về nhà chủ tôi. Họ đáp rằng, chúng ta hãy gọi người gái trẻ đó và hỏi ý nó ra sao. Bèn kêu Rebecca và nói rằng, con muốn đi cùng người này chăng? Nàng rằng, tôi muốn đi. Đoạn, họ cho Rebecca em gái mình và người vú của nàng đi về theo người đầy tớ của Abraham và các kẻ đi theo. Họ chúc phước cho Rebecca mà rằng, hỡi em gái chúng ta, chúc cho em được trở nên mẹ của ức triệu người và cho dòng dõi em được chiếm lấy cửa thành của quân nghịch. Rebecca và các đòi nàng đứng dậy lên cởi lạc đà, đi theo người đầy tớ đó. Vậy người đầy tớ dẫn Rebecca đi. Bây giờ Isaac ở tại Nam Phương từ giếng La Chai Roi trở về. Lúc chiều, người đi ra ngoài đồng đặng suy ngẫm, nhướng mắt lên, kìa ngó thấy lạc đà đâu đi đến. Nàng Rebecca cũng nhướng mắt lên, bèn chợt thấy Isaac, liền nhảy xuống lạc đà và hỏi đầy tớ rằng, người ở đằng trước mặt tôi đi lại trong đồng đó là ai? Đầy tớ thưa rằng, ấy là chủ tôi đó. Nàng bèn lấy lúp che mặt lại. Rồi đầy tớ thuật cho Isaac nghe hết các việc mà mình đã làm. Isaac bèn dẫn Rebecca vào trại của Sarah mẹ mình, cưới làm vợ và yêu mến nàng. Vậy Isaac được giải phiền sau khi mẹ mình qua đời. Chương 26. Sự vinh hiển không xứng cho kẻ ngu muội, như tuyết trong mùa hạ, như mưa trong mùa gặt. Như chim sẻ bay đi đây đó, như con én liện đi. Lời rủa xả vô cớ cũng vậy, nó chẳng hề xảy đến. Roi nẹt dùng cho ngựa, hàm thiết để cho lừa, còn roi vọt dành cho lưng kẻ ngu muội. Chớ đáp với kẻ ngu si tùy sự ngu dại nó, e con giống như nó chăng? Hãy đáp với kẻ ngu si tùy sự ngu dại nó, kẻ nó khôn ngoan theo mắt nó chăng? Kẻ nào cậy kẻ ngu muội đem báo tin, chặt chân mình và uống lấy sự tổn hại. Ống chân người què đồng đưa vô dụng, câu châm ngôn trong miệng kẻ ngu dại cũng vậy. Tôn trọng kẻ ngu muội giống như bỏ cục ngọc vào trong đống đá. Câu châm ngôn ở nơi miệng kẻ ngu muội khác nào một cái gai đâm vào tay người say rượu.
ai mướn người ngu muội và kẻ khách đi qua đường, giống như một lính xạ tên làm thương mọi người. Kẻ ngu muội làm lại việc ngu dại mình, khác nào con chó đã mửa ra rồi liếm lại. Con có thấy người nào khôn ngoan theo mắt nó chăng? Còn có sự trông cậy cho kẻ ngu muội hơn là cho nó. Kẻ biếng nhác nói, có con sư tử ngoài đường, một con sư tử ở trong đường phố. Kẻ biếng nhác lăn trở trên giường mình, khác nào cửa xây trên bản lề nó. Kẻ biếng nhác thò tay mình trong dĩa, lấy làm mệt nhọc mà đem nó lên miệng. Kẻ biếng nhác tự nghĩ mình khôn ngoan hơn bảy người đáp lại cách có lý. Kẻ nào đi qua đường mà nổi giận về cuộc cãi lẫy không can đến mình, khác nào kẻ nắm con chó nơi vành tai. Người nào phỉnh gạt kẻ lân cận mình rồi nói rằng tôi chơi mà, khác nào kẻ điên cuồng ném than lửa, cây tên và sự chết. Lửa tắt tại thiếu củi, khi chẳng có ai thèo lẻo, cuộc tranh cạnh bèn nguôi. Than chụm cho than đỏ và củi để chụm lửa, người hay tranh cạnh xuôi nóng cãi cọ cũng vậy. Lời kẻ thèo lẻo giống như vật thực ngon, vào thấu đến tận gan ruột. Môi miệng sốt sắng và lòng độc ác, khác nào bình gốm bọc vàng bạc pha. Kẻ nào ghen ghét dùng môi miệng nói giả đò, nhưng trong lòng nó nuôi sự gian lận. Khi nó nói ngọt nhạt thì chớ tin, vì trong lòng nó có bảy sự gớm ghiếc. Dầu sự ghen ghét ẩn giấu trong tuồng giả bộ, sự gian ác nó sẽ bị lộ ra nơi hội chúng. Ai đào hầm sẽ té xuống đó, kẻ nào lăn đá, đá sẽ trở đè lại nó. Lưỡi giả dối ghét những kẻ nó đã chà nát, và miệng vua nịnh gây điều bại hoại. Chương 7. Về đời A-cha, con trai Yô-tham, cháu Ô-xia, vua nước Giu-đa, sải có Rê-xin, vua xứ Si-ri, và Phê-ca, con trai Rê-ma-lia, vua Israel, lên đánh thành Giê-ru-sa-lem nhưng không thắng được. Có người báo tin đó cho nhà David mà rằng, Si-ri kết minh cùng Ê-phra-im. Bây giờ A-cha và dân sự người trong lòng kinh động như cây trên rừng bị gió dai. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Ê-sai rằng, ngươi cùng con trai ngươi là Sê-a-gia-súp hãy đi đón A-cha tại nơi cuối cống ao trên, trên đường cái ruộng thợ nện, mà nói cùng ngươi rằng, hãy cẩn thận, ở yên lặng, đừng sợ chi. Lòng ngươi chớ buông ruộng vì cớ hai đuôi đuốc có khói, tức là vì cơn giận dữ của Rê-xin và Si-ri và của con trai Rê-ma-lia. Vì Si-ri với Ê-phra-im và con trai của Rê-ma-lia đồng mưu hại ngươi, nói rằng, chúng ta hãy lên nghịch cùng Giu-đa, khuấy rối nó, phá thành và lập một vua giữa nó, tức là con trai của Ta-bê-ên. Chúa là Đức Giê-hô-va phán như vậy, sự ngâm đe ấy không thành, điều đó không xảy ra. Vì đầu của Si-ri là Đa-mách, đầu của Đa-mách là Rê-xin. Còn trong 65 năm, Ê-phra-im sẽ bị hủy diệt, không được kể là dân nữa. Đầu của Ê-phra-im là Sa-ma-ri, đầu Sa-ma-ri là con trai của Rê-ma-lia. Nếu các ngươi không tin, chắc sẽ không đứng vững được. Đức Giê-hô-va lại phán cùng A-cha rằng, hãy xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi một điềm, hoặc dưới vực sâu, hoặc trên trời cao. A-cha thưa rằng, tôi sẽ chẳng xin, tôi cũng chẳng thử Đức Giê-hô-va. Ê-sai bèn nói rằng, hỡi nhà David, hãy nghe. Các ngươi cho làm phiền người ta là nhỏ mọn, mà muốn làm phiền Đức Chúa Trời ta nữa sao? Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi. Này,
một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh ra một trai và đặt tên là Emmanuel. Con trẻ ấy sẽ ăn mỡ sữa và mật, cho đến chừng nào biết bỏ điều dữ và chọn điều lành. Và trước khi con trẻ biết bỏ điều dữ chọn điều lành, thì nước của hai vua mà ngươi đang ghét sẽ bị bỏ hoang. Đức Giê-hô-va sẽ giáng trên ngươi, dân ngươi và nhà cha ngươi bởi vua Assyri những ngày mà từ ngày Ê-phra-im lìa bỏ Giu-đa chưa từng có giống như vậy. Xảy ra trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ suýt mà gọi những ruồi ở cuối các sông Ê-díp-tô và những ong ở xứ Assyri. Hai giống đó sẽ đến đậu trong các nơi trũng hoang loạn, trong các lỗ nẻ vần đá, trên rào gai cùng các đồng cỏ. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ dùng dao cạo thuê tại bên kia sông, nghĩa là vua Assyri, mà cạo đầu cùng lông chân và bỏ cả râu nữa. Trong ngày đó, mỗi người có thể nuôi một con bò cái tơ và hai con chiên. Bởi nó có sữa dư dật thì người sẽ ăn mỡ sữa. Vì phàm ai sẽ còn sót lại giữa xứ thì nuôi mình bằng mỡ sữa và mật. Xảy ra trong ngày đó, phàm chỗ đất trồng được 1.000 gốc nho đáng giá 1.000 siếc lơ bạc sẽ mọc đầy những gai gốc và chà chuông. Người ta sẽ đem cung tên đến đó vì cả xứ chỉ là gai gốc và chà chuông vậy. Cũng không ai đến trên các gò là nơi mình đã cày cuốc nữa vì sợ gai gốc và chà chuông, nhưng sẽ cho bò ăn cỏ tại đó và chiên dày đạp. Chương 8. Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Hãy lấy một cái bảng rộng và viết lên trên bằng bút loài người rằng: Mahe Shala Hát Bác. Tôi đem theo những kẻ làm chứng đáng tin, tức là Uri thầy tế lễ và Sachari con trai của Yebere kia. Đoạn tôi đến nhà nữ tiên tri, người chịu thai và sinh một con trai. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng tôi rằng: Hãy đặt tên nó là Mahe Shala Hát Bác, vì trước khi con trẻ biết kêu cha ơi, mẹ ơi, thì người ta sẽ cất lấy sự giàu có Đa Mách và của cướp Samari trước mặt vua Assyri. Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: Vì dân này đã khinh bỏ các dòng nước Siloe chảy dịu và ưa thích Resin cùng con trai của Remalia, vì cớ đó, này, Chúa sẽ khiến nước sông mạnh và nhiều đến trên họ, tức là vua Assyri và cả oai vinh người. Nó sẽ dấy lên khắp trên lòng sông, khỏa lên các bực, chảy vào Giu-đa, tràn lan chảy xói, ngập cho đến cổ. Hỡi Emmanuel, nó xè cánh ra, che cả xứ ngươi. Hỡi các dân, hãy kêu la và bị tan nát. Hỡi các ngươi hết thảy là dân các phương xa, hãy lắng tai. Hãy nịt lưng các ngươi và bị tan nát. Hãy nịt lưng các ngươi và bị tan nát. Hãy toan mưu cùng nhau, nó sẽ nên hư không. Hãy nói, lời các ngươi sẽ không đứng vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Vì Đức Giê-hô-va dùng tay mạnh phán cùng ta và dạy ta đừng noi theo đường dân ấy rằng: Khi dân này nói rằng kết đảng, thì các ngươi chớ nói rằng kết đảng. Chớ sợ điều nó sợ và đừng kinh hãi. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vạn quân là thánh. Các ngươi chỉ nên sợ Ngài và kinh hãi Ngài. Ngài sẽ là nơi thánh, nhưng cũng là hòn đá vấp ngã, vần đá vướng mắt cho cả hai nhà Israel và là bẫy cùng lưới cho dân cư thành Jerusalem vậy. Nhiều người trong bọn họ sẽ vấp chân, sẽ té và dập nát, sẽ sa vào lưới và bị bắt. Ngươi hãy gói lời chứng này, niêm phong luật pháp này trong môn đồ ta. Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va là đấng ẩn mặt Ngài khỏi nhà Gia-cốp. Tôi vẫn ngóng trông Ngài. Này, tôi đây với con cái mà Đức Giê-hô-va đã ban cho tôi là dấu và điềm trong Israel, bởi Đức Giê-hô-va vạn quân ngự trên núi Si-ôn.
Nếu có ai bảo các ngươi, hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói, là kẻ nói ríu rít líu lo, thì hãy đáp rằng, một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao? Hãy theo luật pháp và lời chứng. Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó. Nó sẽ đi lưu lạc trên đất, khốn khổ, đói khát. Trong cơn đói, nó bực mình, nguyền rủa vua và Đức Chúa Trời mình. Nó sẽ ngước xem trên cao, rồi cúi xem dưới đất, chỉ thấy sự hoạn nạn và mờ mịt, chỉ thấy bóng buồn rầu. Nó sẽ bị đuổi vào nơi tối tăm mờ mịt. Nhưng cho người đã chịu buồn rầu thì sẽ không có sự mờ mịt. Trong đời xưa, Đức Chúa Trời đã hạ đất Sa-bu-lôn và đất Nep-ta-li xuống, nhưng trong kỳ sau, Ngài đã làm cho đất gần mé biển, tức là nơi bên kia sông Giô-đanh, trong xứ Ga-li-lê của dân ngoại, được vinh hiển. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.